U20 Việt Nam thua ngược Indonesia. Việt Nam thua ngược Indonesia 2-3 ở lượt cuối bảng F vòng loại U20 châu Á 2023 tối 18 tháng 9, nhưng vẫn giành suất dự vòng chung kết 30 phút cuối trận với 5 bàn. Indonesia và Việt Nam rượt đuổi tỷ số kịch tính. Với sai lầm của hàng thủ ở thời điểm quyết định, đội khách thủng lưới bàn thua quyết định ở phút 85. Kết quả này giúp Shin Tae-yong lần đầu thắng một cấp đội Việt Nam kể từ khi làm huấn luyện viên Indonesia. Quan trọng hơn, Indonesia chiếm đỉnh bảng F với 3 trận toàn thắng để giành suất dự U23 châu Á 2023 ở Uzbekistan. Còn Việt Nam đứng thứ 2 với 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại 7. Thầy trò Đinh Thế Nam vẫn giành suất đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích cao. Theo điều lệ giải, 5 trong 10 đội nhì có thành tích cao sẽ vào vòng chung kết. Thành tích của Việt Nam đã chắc chắn cao hơn đội nhì bảng C, D, E, G và I. Huấn luyện viên Thế Nam dùng đội hình mạnh nhất để đấu chủ nhà Indonesia với 3 cầu thủ V-League gồm Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến và Bùi Vĩ Hào cùng tuyển thủ quốc gia Khuất Văn Khang. Còn huấn luyện viên Shin cũng sử dụng những cầu thủ tốt nhất có nhiều kinh nghiệm chơi ở giải vô địch quốc gia hơn Việt Nam. Hiệp 1 diễn ra với thế giằng co, dù hiếm cơ hội. Hai đội khi đó còn sức nên chơi quyết liệt ở giữa sân. Chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng không tận dụng được để ghi bàn trong 45 phút đầu. Nhưng sang hiệp 2, hai đội xuống sức giúp khán giả được chứng kiến bữa tiệc bàn thắng. Indonesia mở tỷ số ở phút 60 nhờ tuyệt phẩm của cầu thủ vào sân hiệp 2 Marcelino. Xuất phát từ pha mất bóng của tiền vệ trụ Đức Phú ở giữa sân, Indonesia phản công nhanh. Marcelino nhận bóng ngoài cấm địa, rồi vượt qua Đức Phú lần nữa, rồi sút xa về góc cao hạ gục thủ môn Cao Văn Bình. Việt Nam không bối rối sau bàn này mà tổ chức tấn công mạch lạc hơn. Phút 66, đội trưởng Văn Khang dẫn bóng ở biên phải, ngoặt xuống qua người rồi căng ngang dọn cỗ cho Thanh Nhàn đệm trước cầu môn trống. Bóng hướng ra ngoài nhưng trúng hậu vệ Mohamed Ferrari bay vào lưới, hai đội tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng. Trong thế trận mà bàn thắng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Phút 79, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc chuyền bóng dọc biên trái cho Nguyễn Anh Tú lao lên. Anh tạt vào cho Thanh Nhàn đỡ bóng làm tường, rồi thả sang đúng tầm Xuân Tiến ập vào cấm địa. Trong thế đối mặt, tiền vệ Sông Lam Nghệ An sút căng về góc xa ghi bàn, rồi khung hai bàn tay lên tai khi khán giả Indonesia im lặng, nhưng pha mừng bàn của Xuân Tiến không có ý nghĩa lâu. Chỉ 4 phút sau, Indonesia lại gỡ hòa từ tình huống cố định. Tiền vệ Zainuddin Faris đá phạt góc bên trái vào cho trung vệ Ferrari đánh đầu về góc xa lập công chuộc lỗi. Các hậu vệ Việt Nam đều không theo sát Ferrari trong tình huống này, chưa kịp định hình lại thế trận, Việt Nam thua bàn quyết định sau đó 3 phút. Hậu vệ Nguyễn Hải Nam bị qua người đơn giản bên trái, giúp Anfrianto Nico tạt bóng tầm thấp vào trong. Thủ môn Cao Văn Bình phán đoán sai tình huống, để bóng lăn thẳng về cầu môn. Trước khi bóng qua vạch vôi, tiền vệ Rabani ập vào đệm ấn định thắng lợi 3-2. Huấn luyện viên Shin và cộng sự nhảy lên ôm nhau mừng bàn thắng này, Việt Nam sẽ phải cải thiện nhiều cho đến khi dự vòng chung kết ở Uzbekistan tháng 3 năm 2023. Giải đấu đó cũng được coi là vòng loại U20 World Cup 2023 với 4 suất cho các đội vào bán kết. Việt Nam từng một lần dự U20 World Cup 2017 với lứa của Quang Hải và Hoàng Đức. Đội hình xuất phát: Việt Nam, Văn Bình, Văn Cường, Đức Anh, Ngọc Sơn, Bảo Long, Văn Khang, Đức Phú, Xuân Tiến, Vĩ Hào, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Indonesia, Aditya, Ferrari, Kakang, Robi, Frankie, Zainuddin, Akhang, Dimas, Jinanza, Ronaldo, Hockey.